Năm hậu quả khiến cha mẹ ân hận suốt đời vì đánh con. Nhiều cha mẹ vẫn mang suy nghĩ đánh con thì trẻ mới nên người. Tuy nhiên, sự thật sẽ khiến nhiều người ân hận vì những hậu quả của hành động đó mang lại. 1. Đánh con là điều không tốt. Trước khi đánh con để dạy dỗ trẻ, cha mẹ nên biết việc làm này, kể cả đánh vào mông, không phải là cách dạy con tốt. Cha mẹ sẽ cảm thấy mệt mỏi và đáng sợ khi bản thân không tìm ra cách nào khác ngoài việc đánh con. Thậm chí, trẻ có thể tiếp tục hành vi sai trái mặc dù bạn đánh nhiều lần. Khi bị đánh quá nhiều, trẻ có xu hướng trở nên bướng bỉnh hơn và không chịu nghe những gì cha mẹ nói. Chúng trở nên quen với việc bị đánh đòn và quên đi những lời khuyên răn của cha mẹ. Thay vì đánh con, bạn hãy tìm cách khác để con sửa chữa sai lầm, nghe lời và biết việc mình làm là sai. 2. Đánh con khiến trẻ ảnh hưởng tới lòng tự trọng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng đánh con vào mông sẽ khiến cho trẻ giảm lòng tự trọng của chúng. Nếu con bị cha mẹ, giáo viên đánh nhiều lần, trẻ sẽ bắt đầu không coi trọng giá trị bản thân và nghĩ bản thân là đứa trẻ xấu. Cha mẹ cần biết đánh con sẽ làm bé bị tổn thương về tâm lý của con nhiều hơn là nỗi đau thể xác. Trẻ sẽ rất khó khăn để trở lại cuộc sống bình thường sau khi bị đánh đòn. 3. Bị đánh khiến trẻ thích bạo. Khi đánh con, cha mẹ đang dạy cho trẻ hiểu việc dùng bạo lực với những người yếu đuối, nhỏ tuổi hơn để hoàn thành một việc gì đó là điều có thể chấp nhận được. Cách dạy con sai lầm này cũng khiến cho con hiểu rằng bạo lực là cách để đối phó với sự thất vọng và đó là cách duy nhất để giải quyết những mâu thuẫn. Cho nên, những đứa trẻ bị cha mẹ đánh có xu hướng đánh những đứa trẻ khác ít tuổi hơn và hay tham gia vào các cuộc đánh nhau với bạn bè. 4. Sợ hãi và không tin tưởng. Đánh con sẽ khiến cho trẻ cảm thấy sợ hãi cha mẹ. Con sẽ sợ nhiều hơn là tôn trọng. Khi bị đánh, con bạn sẽ cảm thấy xấu hổ và cảm giác như bị làm nhục và có thể phản ứng lại bằng cách không hợp tác, không nghe lời. Điều này khiến cho con mất đi sự tin tưởng vào cha mẹ và sợi dây liên kết giữa cha mẹ con cái mất đi, nảy sinh những hiểu nhầm giữa con và phụ huynh, tăng khoảng cách giữa hai bên. 5. Đánh con của bạn là việc làm rất nguy hiểm, bởi có những khi trong cơn tức giận, bạn đánh con mạnh hơn mình nghĩ và có thể gây nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Sau khi đánh con, cha mẹ cảm thấy không thể tha thứ cho mình vì cảm giác tội lỗi sẽ ám ảnh một thời gian dài sau đó. Khi đánh con quá mạnh có thể gây phồng rộp da, bầm tím hoặc để lại vết thương nặng phải cấp cứu, gây nguy hiểm tính mạng, thậm chí dẫn đến tử vong.